Chào mọi người đến kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình một dáng đi photo để tham gia chương trình này gấp nay. Các bạn click phần link mô tả mở ra một cái mục start chatbot các bạn. Rồi các bạn cấp trang nha các bạn. Ai gấp thì nó cũng như giá thôi các bạn ơi, các bạn làm cứ để đó các bạn. Rồi. Cấp trang gì đây? Gì đây? Rồi các bạn lưu cấp trang nha các bạn. Chọn hình ảnh có chứa một chiếc ô tô. Rồi gì đây cấp trang là mình cắt bỏ. Rồi ok, mình đã hoàn thành được cấp trang nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào submit nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi bấm nút chat. Rồi nhiệm vụ đầu tiên khi xem danh trên group này, các bạn sẽ nhận được 0.1. Con này rút tiền vào ngày 26 ta. Ngày 30 mình có để phần link mô tả thông tin nữa các bạn. Nhận 0.1 tốc cần GTO 50S. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kinh seller nữa các bạn. Rồi các bạn join vào một kênh các bạn. Rồi bạn bắt đáp lại. Các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Đâu rồi ta, mất tiêu luôn rồi. Rồi các bạn join rồi. Nhiệm vụ thứ ba các bạn follow gán của giờ tăng 5 người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Chờ leader của mình nha các bạn. Những gán thế này thì các bạn bỏ ra 50 phút các bạn làm, các bạn bỏ đó đi nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi các bạn. Thì làm ai góp mình tưởng nó không phối, nhưng có phân phối lại gai gì là mình yên tâm làm nha các bạn. Rồi các bạn. Rồi theo thì các bạn theo dõi like và tôi quyết tăng 5 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn ghi ra cộng nè. 1 2 cộng 3 phần qua đây mình kiếm thêm 2 người bạn nữa mình các bạn. 5. Rồi bạn test 5 người bạn luôn các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn mở bắt up lợi xong các bạn bấm vào một submit đi tên đâu ta. Thôi khoan các bạn. Rồi các bạn bấm vào Telegram tắt nha các bạn. Rồi các bạn điền lại một cái username Telegram chỗ này nha các bạn. Rồi bạn có join mấy kênh group kênh seller không thì các bạn muốn nhờ kiểm tra thì kiểm tra, còn không kiểm tra cũng được các bạn. Vì mình đã join rồi, mình điền lại cái thông tin username Telegram của mình nè. Cộng anh 1133 này các bạn. Cho nó. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn qua cái tab thứ hai nha các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username John account thì vừa gửi lại cái đường link profile username mình nha tất cả các bạn. Các bạn cùng mở trang trader của mình ra nè. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình, nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba và trên cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào khay nhớ tạm nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chạy về một con bot này nha các bạn. Các bạn bắt cái đường nguyên cái đường link luôn các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Chờ nó load chút xíu, chờ nó cập nhật chút xíu các bạn. Rồi các bạn qua cái tab request này các bạn, request tag nè. Rồi các bạn like và gỡ được cái đường link tăng 5 người bạn nha các bạn. Các bạn cũng trader ra còn lướt xuống nè. Nhấp vào trang cá nhân của mình lại các bạn. Nhấp vào hồ sơ lên nè. Rồi lướt xuống nè. Các bạn chia sẻ các bạn góp của nó nè. Các bạn sẽ chép đến theo word nè. Các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn gửi vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn qua cái tab
RC20 wallet nha bạn. Các bạn mở địa chỉ với RC20 với chút wallet, Mesa wallet các bạn. Các bạn copy của mình các bạn. Mai mình hơi chậm chút xíu, rồi các bạn copy địa chỉ NH của mình rồi mở inbox ra các bạn. Rồi các bạn bắt vô đây nè. Rồi bạn gửi support nha bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần mình kiếm được các bạn. Rồi mình đã nhận được 0.1 nè. Tôi cần DCO nè. With gao thì đừng ghép, lấy ghép chia sẻ bằng bè with gao ngày mấy. Rồi con này rút tiền vào ngày 26 các bạn, năm 2020. Giờ video đến thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video tiếp theo thì mình nha.